Những cục này cục gì đây? Bánh bao à? Đếm cách này cũng được. Hợp lý nha. Cái này là bánh bao phải không? Đem đi nướng nó bự lên đúng không? Vậy thôi hả? Hay là keo? Ôi bỏ trái dâu vô. Cái này là keo. Keo mà keo gọi là keo dính luôn á. Và bây giờ để nước lạnh vô cho nó đông cứng lại. Sau khi nó đông cứng lại, quăng ra. Và hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bunker đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ reaction một cái video. Vẫn là một chủ đề. Những cái chủ đề mà rất là gọi là khiến cho mình rất là thích ngồi coi. Đó chính là những thứ mà khiến các bạn cảm thấy gọi là thỏa mãn. Thì tại sao mình hay làm những cái chủ đề này? Tại vì mình thích. Đôi khi mình coi, đôi khi mà các bạn lướt Facebook các bạn coi, các bạn vẫn sẽ cảm thấy là nó thỏa mãn mình, gọi là nó đã stress, cho nên là mình sẽ ngồi mình làm lại cái clip rồi mình ngồi mình reaction lại. Thì mình cũng thật ra thì mình ngồi mình sẽ nói về cái cảm nghĩ của mình thôi. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì let's go. Cái này chắc chắn là làm hủ tiếu đúng không? Đúng rồi, làm hủ tiếu anh em mà. Thực ra thì gia đình mình là gia đình họ hàng của mình là những người mà làm hủ tiếu như thế này. Ngày xưa đó họ làm thì cái cỗ máy nó dài lắm. Những người làm cái này phải có một căn nhà mà có chiều sâu á, chiều sâu vô để những cái máy, tại vì đi bún mà nó đi cái một cái đường dài, nó băng truyền những cái đường bún nó rất là dài. Thì gia đình mình thì không, gia đình họ hàng thôi nha, không phải là gia đình của mình. Gia đình họ hàng họ không sử dụng củi, không sử dụng than, không sử dụng ga để làm những cái loại bún như thế này, mà họ sử dụng những cái xác gỗ, những cái cây gỗ mà bào ra xác á, bào ra. Giống như là xác đó. Thì những cái đó làm lò nung. Nó sẽ nung ra những cái cọng bún nó ngon hơn. Và gia đình mình đã có tiếng tăm 30 năm bán bún rồi. Gia đình gia đình họ của mình. Đó, thì kể lại hồi đó mình đi vô nóng cực kỳ luôn nha. Tại vì cái lò đó nóng lắm, nó sẽ làm ra những cái loại bún này rồi làm sáng tới tối gì đó, giao mấy ký. Và bây giờ thì ở Việt Nam thì rất là nhiều, đừng lo. Tại vì Việt Nam ăn lẩu nhiều nên có nhiều loại bún. Nó bán hủ tiếu nhiều. Gì đây? Hoa. Những cục này cục gì đây? Bánh bao à? Đếm cách này cũng được. Hợp lý nha. Cái này là bánh bao phải không? Đem đi nướng nó bự lên đúng không? Vậy thôi hả? Hay là keo? Ôi bỏ trái dâu vô. Cái này là keo. Keo mà keo gọi là keo dính luôn á. Và bây giờ để nước lạnh vô cho nó đông cứng lại. Sau khi nó đông cứng lại, quăng ra. Cái đó là gì vậy? À, có phải giống như mình đang nghĩ không? Các bạn có biết cái bọc mà các bạn có biết dạo gần đây từ trước tới giờ có cái tin tức là chúng ta có thể uống nước mà cầm trong tay không? Không cần cái chai, có nghĩa là đó là một cái bong bóng nước. Chúng ta uống, chúng ta chọt cái miệng vô, chúng ta làm bể cái bong bóng đó, chúng ta uống nước xong mình ăn luôn cái bì bong bóng. Tại cái bì bong bóng cũng là một cái loại nước mà được làm dạng thành, nó được gọi là biến thành, nó là một cái bì giống như là bì một cái bịch bánh tráng vậy đó. Đó, giống vậy. Thì không biết là giống nãy nó làm đúng không, thì cái loại nước đó nó sẽ cho dầu vô cho nó sang chảnh một tí. Này là gì đây? Chân gà. Ôi trời, tấm cám mà có cái này là tấm cám xịn nha, tấm cám nha, tấm trời ơi. Hạt đậu mà không phải không, hạt nào cũng như nhau mà. Này gì đây, đang làm gì vậy? Như là đang thổi cái gì vô bong bóng. Ui những con này mà lấy tay bóc một cái là đi luôn đó anh em. Này. Thì đây là cái mà làm ra những cái cục con tán đó. Dít. Ngon nhở. Wow, nóng lắm. Ui. Đúng trời ơi. Cái gì đây? Trời. Chuối chiên hả? Chuối chiên á anh em ơi. Không mạnh làm gì, nó chưa có nhét cái chuối vô mà. Với lại ai làm chuối chiên? Bánh mì hả? Ủa bánh mì chiên trứng kiểu xịn luôn. Ủa đỉnh vậy? Ủa bánh mì chiên trứng kiểu gì vậy trời? Wow. Đẹp à?
Ok, chúng ta sẽ tour qua một tí. Ủa, cái này mình coi rồi mà. Cái này coi hết rồi. Ôi. Wow, cái dao chặt heo của ban nãy mình nói nha anh em. Ơi đừng nói chặt đứt cái chai luôn nha. Wow. Này làm nhẫn nè, cái này làm nhẫn nè. Tôi bắt đầu kể về gia thế của tôi nữa. Oh my god. Wow. Cũng có một người gì họ hàng. Ông chồng làm tiệm vàng, không phải làm tiệm vàng mà là làm những cái loại trang sức. Thì mình kể như vậy để kể những cái câu chuyện cho các bạn thôi. Thì gia đình đó là khi mà mình tới á, sẽ có rất là nhiều người thợ. Và mỗi người thợ mọi ngồi như một cái bàn học vậy đó. Thì trong mỗi cái bàn học đó nó có cọ nè. Cọ để làm gì? Cọ để khi mà mình cưa hay là mình làm cái gì đó. Với lại cái chiếc nhẫn á, nó sẽ ra những cái hạt mà hạt kim loại nhỏ. Thì sẽ, cái cọ đó nó sẽ quét đi. Thứ nhất là cái cọ. Cái thứ hai là cái đồ mà xịt lửa. Giống như là cái bình ga mà bóp lên cái là nó ngực lửa nó phè ra vậy á. Thì ở đó nó cũng có mà họ đạp bằng tay, họ đạp bằng ga á, họ đạp dưới chân nè để thổi lửa vô. Đó bắt đầu làm nóng cái chiếc nhẫn để làm gì? Khi mà những cái loại kim loại mà nó được làm nóng á thì nó dễ định hình hơn. Anh em hiểu không? Các bạn hiểu không? Nó dễ định hình hơn là lúc ban đầu là mình không có theo nghề YouTube. Đó mình theo cái nghề đó nhưng mà mình cảm thấy là mình là một con người thích tự do, thích đi đây đi đó, thích quay hay là thích làm những cái thứ mình thích. Chứ không phải là bị làm một người thợ và bị ép buộc cho nên là mình không có chọn nghề đó. Ngày xưa là dượng mình kêu mình vô làm. Thôi, không nói chuyện bao đồng nữa và bây giờ thì các bạn có thể thấy là chiếc nhẫn này khá là đẹp đấy. Cái này chỉ là cái gì đó nha anh em. Những người mà làm nhẫn mà bằng nhựa là họ đang gọi là thứ nhất là họ đang làm thử. Hai là họ sẽ làm luôn nhưng mà họ sẽ bỏ vô một cái máy để làm ra một chiếc nhẫn thiệt. Đó. Ok, tiếp theo là gì? Nói tóc hả? À, làm những cái cọ mà make up á. Những cái cọ make up á anh em. Hay à, xịn à. Ủa, nó vậy là nó đóng vô luôn hả? Ghê vậy. Ui. Hay à, đây là những cái cọ make up đó các bạn. Really nigga? Gì đây? Cức à. Mình nghĩ ông cức nó không vậy, không có nào ngu để bóc cức đâu. Cái này chắc chắn là bùn bột gì nè. Ờ, à, bột anh em, quăng vô chiên à. Làm bánh à. Quăng vô chiên. Ôi. Nói thiệt với anh em nha, những ngày nào mà làm thợ bánh á, bắp tay bự lắm luôn á. Ngày nào mà cũng khiêng mấy ký nó đô vậy nè. Nó nhòi nhạo bột, ghét cái cơ tay nó bự, kinh khủng bự luôn. Gì đây? À, cái giới tức. Really nigga? Đúng không? Lộn, không phải. Cái giới gì đó, người ta gọi là cái gì? Con gái gọi thôi, mình không biết gọi. Ôi, coi chừng lũng nha bà nội. Cái này là bùng quá hả? Bùng gì đâu mà xịn vậy? Ôi. No. Bơ à? Ứng xuống. Nó sẽ ra những gì đây? À, ra những cái lát bơ đúng không? Ra những cái lát bơ cho dễ nè. Ok. Ra một đống lát bơ nhưng mà nó làm như vậy thì nó có cái nét, có cái không thì cũng không. Bây giờ những cái mà gọi là làm bằng những cái máy mà bằng gỗ hay là bằng gì đó nó không có thủ công á thì không có bằng những cái máy mà bằng điện, nó xịn hơn. Tiếp theo cái này là gì đây? Điện thoại hả? Một cục bột hả? À xì lam anh em, mấy cục xì lam vậy thôi à. Trời ơi, cái thao mà bà đập kìa trời. Thôi cho quảng cáo, cho tao đứng lên cho tụi bay coi nè, thao không. Look at this dude. Thao bởi. Ôi, à, giờ là điện thoại ban đầu. Xịn vậy. Ôi, đây, những cục bóng nước nè, bóp vô để uống nè anh em. Phải không? Không, mình nói giỡn á, không phải đâu. Không, mình nói giỡn á, không phải đâu. Mấy cục này là gì đây? Collagen à. Mấy cục collagen à. Nhìn nó đã ha, nhìn nó từng như mấy cục mỡ của con mát vậy. À, cái này mình coi rồi nè, cái này là trang trí làm một cái case điện thoại, có nghĩa là một cái vỏ hộp điện thoại. Đừng lo, đây là những cái nhựa tốt. Ui, hơi bị Noel luôn á nha. Trời ơi, bên nước ngoài làm nhiều cái. Và mình không hiểu, không biết là nó có dính luôn không ta. Cục gì đây? Cục gì mà dính lửa vô luôn vậy? Cục này cục gì vậy? Cục nửa đá nửa đá nửa kim loại hả? Cục này cục gì? Really nigga? Nhìn như là nham thạch đi. Nhìn như là mau phai. Ui rồi ui. Trời, chỉ cần ôm nó vô lòng mình thôi là thôi, ngày mai là thạch nó chín luôn á.
Ok thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Peace.